Thầy chào các em đã đến với kênh của thầy Quang. Trong tiết học này, thầy sẽ hướng dẫn các em học bài số 1, thông tin và quyết định thuộc chủ đề số 1, máy tính và em. Trang số 5, sách giáo khoa tin học lớp 3, kết nối tri thức với cuộc sống nhé các em. Thì sau bài học này thì em sẽ nêu được ví dụ đơn giản minh họa cho vai trò quan trọng của thông tin thu nhận hàng ngày đối với việc ra quyết định của con người ha. Nhận biết được thông tin và quyết định trong ví dụ cụ thể. Nhận biết được ba dạng thông tin thường gặp, dạng chữ, dạng âm thanh, dạng hình ảnh ha. Phần khởi động. Thì phần khởi động các em xem cho thầy có một cái câu chuyện như thế này. Xin chào các bạn, tớ tên là Minh. Thì đây là lời nói của bạn Minh ha. Thì hàng ngày chúng ta đều có những quyết định của riêng mình. Mỗi sáng khi tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên thì tớ quyết định thức dậy, rời khỏi giường để đi vệ sinh cá nhân, ăn sáng và đi học. Thì kể từ khi có tiếng chuông đồng hồ reo lên reng reng thì bạn Minh lại quyết định thức dậy ngay và rời khỏi giường ha, vệ sinh cá nhân, ăn sáng và đi học. Rồi vậy đây các em trả lời cho thầy một số câu hỏi như sau ha. Chúng ta sang phần số 1, thông tin và quyết định. Hoạt động số 1 là tìm hiểu về thông tin và quyết định. Thì trong hoạt động này có hai câu hỏi các em. Trong hoạt động khởi động thì tiếng chuông cho bạn Minh biết điều gì? Từ đó thì bạn Minh ra những quyết định gì? Thì các em thấy thì tiếng chuông báo thức mỗi sáng thì nhắc bạn Minh là sắp đến giờ đi học. Đó. Thì tiếng chuông reo lên reng reng thì nhắc bạn Minh một điều đó là sắp đến giờ đi học. Đây là một thông tin từ tiếng chuông phát ra mà cho bạn Minh biết được điều đó ha, là sắp đến giờ đi học, là một cái thông tin, được chưa? Thông tin mà bạn Minh đã biết rồi. Từ đó thì bạn Minh ra quyết định gì, được chưa? Từ cái tiếng chuông đó đó thì bạn Minh ra quyết định gì, đó là thông tin giúp bạn Minh ra quyết định là thức dậy nè, rồi rời khỏi giường nè, vệ sinh cá nhân, ăn sáng và đi học đó. Vậy thì nhờ cái tiếng chuông đó mà bạn Minh đã ra một loạt các quyết định, đúng không các em? Câu số 2 là em hãy kể một vài quyết định của em trong cuộc sống. Thì em có những quyết định nào tương tự như là những quyết định của bạn Minh hay không? Hay là những quyết định nào đó em thường hay quyết định thì em có thể kể ra. Thì ở đây thầy kể ra cho các em một số quyết định như thế này ha. Ở đây, ví dụ như chúng ta chuẩn bị đi học, đúng không? Mà trời sắp mưa, có thông tin là mẹ nói là trời sắp mưa rồi, thì các em quyết định điều gì? Quyết định là mặc áo mưa đi học. Đó. Đây, từ cái thông tin là trời sắp mưa thì chúng ta có cái quyết định là mặc áo mưa đi học, đúng không? Đây, từ cái thông tin là chiều nay được thầy cho nghỉ học. Đó. Có thể là thầy có bận một công việc gì đó hay là như thế nào đó mà thầy cho các em nghỉ một buổi học chiều nay, đúng không? Các em vừa nhận được thông tin này thì các em quyết định là ở nhà giúp mẹ dọn nhà ha, đó, dọn dẹp nhà cửa cho nó sạch sẽ. Đó là một số ví dụ mà thầy đưa ra những cái quyết định của em trong cuộc sống ha. Vậy thì các em rút ra được điều gì? Đó là những điều mà em biết là thông tin, đúng không? Từ thông tin thu được sau khi suy nghĩ, em sẽ đưa ra quyết định của mình. Các em trả lời cho thầy hai câu hỏi sau ha. Sau đây thầy sẽ hướng dẫn các em làm hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là trong lớp Minh thấy An vui vẻ, hòa đồng, dễ nói chuyện, Minh muốn kết bạn với An. Em hãy cho biết câu nào sau đây là thông tin, câu nào là quyết định. Câu A là Minh thấy An vui vẻ, hòa đồng, dễ nói chuyện. Đó. Thì đây là cái điều mà bạn Minh hiểu về bạn An, đúng không các em? À, bạn Minh hiểu về bạn An là như thế nào? Là bạn An vui vẻ nè, bạn An hòa đồng nè, bạn An dễ nói chuyện. À, đây là những cái đặc tính, những cái đặc điểm tính cách của bạn An mà bạn Minh đã hiểu được. Vậy thì đây chính là thông tin, đúng không? Rồi, câu B là Minh muốn kết bạn với An. Thì tại sao mà Minh muốn kết bạn với An vậy? Thì tại vì những cái đức tính tốt nè. À, đức tính tốt của bạn An nè, do đó thì Minh mới muốn kết bạn. Thì đây là quyết định ha, từ thông tin này mà mình đã quyết định kết bạn với bạn An. Thì B đây là quyết định.
Câu số 2. Mẹ chuẩn bị đi làm, thấy trời mưa. Khoa đưa áo mưa cho mẹ. Em hãy chỉ ra thông tin và quyết định trong tình huống này. Được chưa? À, vậy thì thông tin là gì? Là trời mưa, đúng không? À, trời sắp mưa, thấy trời mưa, tức là trời có thể là trời đang mưa đó các em. À, vậy thông tin là trời mưa. Thì quyết định là gì? Quyết định là Khoa đưa áo mưa cho mẹ. À, vậy thì Khoa đưa ra quyết định là đưa áo mưa cho mẹ. Thì cái hành động này nó xuất phát từ cái thông tin là trời mưa, đúng không? Nếu như trời không mưa thì sao? Thì không có đưa áo mưa rồi. Đó. Thì đây là cái câu trả lời cho câu số 2 ha. Các em tiếp tục tìm hiểu phần số 2 nhỏ nha. Vai trò của thông tin trong quyết định. Hoạt động số 2 là vai trò của thông tin. Theo thời khóa biểu thì hôm nay có tiết giáo dục thể chất, nên Minh mang giày để thao để đi học, thuận tiện cho việc là tập đội hình, đội ngũ. Đó. Vậy thì câu A là bạn Minh đã quyết định điều gì? Bạn Minh đã quyết định điều gì các em? Thì bạn Minh đã quyết định là mang giày thể thao, đúng không? Câu B là dựa trên thông tin nào Minh đã quyết định điều đó? À, thay vì bạn Minh đi học bình thường thì không có mang giày thể thao, nhưng mà tại sao hôm nay mang giày thể thao? À, lý do là tại sao? Dựa trên thông tin nào? À, thì dựa trên thông tin đó là hôm nay có tiết giáo dục thể chất. À, tại vì hôm qua hôm kia thì không có tiết giáo dục thể chất, đúng không? Bạn Minh không có mang giày thể thao, thì hôm nay có tiết giáo dục thể chất này. Đây là thông tin nha. Thì do đó thì dẫn đến là bạn Minh đưa ra một cái quyết định ở trong câu A này. Thì đây là câu trả lời cho câu A và câu B ở trên ha. Thì chúng ta rút ra được điều gì? Đó là cần phải có thông tin để ra quyết định. Hay là nói cách khác là tất cả các quyết định của con người các em cần phải dựa vào thông tin ha. Các em trả lời cho thầy hai câu hỏi sau nha. Câu 1. Đã 12 giờ trưa, Minh chợt thấy cuốn Chuyện cổ tích Việt Nam và mở chuyện ra đọc. Mẹ nhắc Minh, hãy đi ngủ một lát, con sẽ thấy khỏe khoắn cả buổi chiều. Nghe lời mẹ, Minh nằm và nhắm mắt lại. Minh thiếp đi lúc nào không biết. À. Câu A là Minh đã quyết định gì? À, Minh đã quyết định gì? Thì câu 1A thì bạn Minh đã quyết định đi ngủ, đúng không em? À, thì ban đầu thì bạn Minh là dự kiến là đọc truyện, đúng không? Đọc truyện cổ tích Việt Nam, nhưng mà cuối cùng là Minh đã quyết định đi ngủ. À, câu hỏi B là điều gì giúp bạn Minh ra quyết định ấy? À, tức là có sự tác động nào, lý do tại sao mà bạn Minh đưa ra quyết định như vậy, dựa trên thông tin gì á? À, tức là mẹ nhắc Minh, hãy đi ngủ một lát, con sẽ thấy khỏe khoắn cả buổi chiều, đúng không? À, đây là một thông tin mà mẹ của Minh nói với Minh, và Minh đã hiểu điều đó, do đó thì đã đưa ra quyết định ở trong cái câu A này. Rồi, như vậy là cái câu trả lời cho bài số 1A và bài 1B ha. Câu số 2. Em hãy nêu một ví dụ về quyết định của mình. Thông tin nào giúp em có quyết định? Ha. Em hãy nêu ra một ví dụ của chính bản thân mình. Ha. Thông tin nào giúp em có quyết định đó? Thì ví dụ như là em quyết định là mua hoa tặng cô, đúng không? À, đây là quyết định của em. Thay vì bình thường em không có mua hoa, đúng không? Mà hôm nay em lại là mua một cái đóa hoa để tặng cô. À, tặng cô giáo của mình á, hay là tặng thầy gì đó, ví dụ như vậy. Thì thông tin là gì? Thông tin là ngày mai là ngày 20 tháng 11. À, 20 tháng 1 đây là ngày lễ nhà giáo Việt Nam các em ha. Thì có thông tin là ngày mai là ngày 20 tháng 11 rồi, ngày lễ của thầy cô. Do đó thì mình quyết định là mua hoa tặng cô. À, đây cũng là một ví dụ ha, cho bài số 2. Tiếp tục thầy sẽ hướng dẫn các em học phần số 3, ba dạng thông tin thường gặp. Các em tìm hiểu hoạt động số 3 ha, thế giới quanh ta. Thì các em quan sát cho thầy hình số 1 ở bên đây nè. Ở trên hình có những cái đặc điểm gì ha, các em quan sát cho thầy nha. Rồi, em hãy quan sát tình huống Minh và An đến trường trong hình số 1. Em hãy cho biết hai bạn có thể nhìn thấy và nghe thấy những gì
Khi mà đến đây thì các bạn có thể nhìn thấy và nghe thấy những gì các em. Ở trên đây thì các em quan sát ở đây, các em thấy hai con chim nó đang hót đúng không? Thì chắc chắn bạn Minh và bạn An sẽ nghe được tiếng chim hót là thứ nhất nha. Vậy thứ hai là khi mà nhìn vào đây thì các em thấy là có dòng chữ là trường tiểu học Kim Đồng. Vậy thì đây là những cái dòng chữ trên bảng trường trường tiểu học ha, của bạn Minh và bạn An đang học. Đây, đây là cái vấn đề thứ hai mà hai bạn nhìn thấy được. Để thứ ba là hai bạn thấy được hình ảnh đây, hình ảnh trên bức tranh nè. Đó, các em thấy những hình ảnh trên bức tranh ở đây không? Đó, đó là những thông tin mà bạn Minh thấy được. Vậy thì ở đây thông tin nó có ba dạng thường gặp, đó là dạng chữ ha. Dạng chữ như là những cái chữ trên bảng trường tiểu học nè, như thế này là dạng chữ nha. Rồi dạng hình ảnh, dạng hình ảnh là giống như hình ảnh ở trên trên bảng này, đúng không? Trên bảng hình có hai người đúng không? Với chiếc xe, dạng hình ảnh. Còn chim hót, chim hót thì mình nghe được đúng không? Nghe được là thông tin dạng âm thanh. Tiếp theo thầy sẽ dẫn các em làm bài tập ha. Ở hành lang lớp học có một tấm biển như hình hai, như hình hai là hình chữ này nè các em. Tấm biển này có ghi hai dòng chữ ha. Muốn biết thì hỏi, muốn giỏi thì học. Câu A là thông tin em nhận được từ tấm biển là gì? Thì thông tin nhận được từ tấm biển là dòng chữ muốn biết thì hỏi, muốn giỏi thì học. Đúng không em? Đây. Câu B là thông tin đó thuộc dạng thông tin nào? Thì thông tin này là thuộc dạng chữ ha các em. Thông tin đó thuộc dạng chữ. Thì đây là hai câu trả lời cho hai câu hỏi bên trên ha. Tiếp theo phía sau cuối cùng của bài số 1 này thì có bài tập luyện tập và vận dụng ở trang số 8 các em. Có hai bài tập luyện tập, hai bài tập vận dụng ha. Thì các câu hỏi bài tập luyện tập và vận dụng này ở trong trang số 8 thầy đã làm video rồi nha, thầy đã up lên kênh rồi. Thì các em có thể là vào kênh của thầy để các em xem thêm ha. Hoặc là các em có thể là kéo xuống dưới phần mô tả của video này nè, các em nhấn vào đường link trong phần mô tả để các em xem video hướng dẫn giải các câu hỏi luyện tập và vận dụng nha. Còn bây giờ thầy sẽ dừng video ở đây. Thầy chúc các em học tập thật tốt, đạt được nhiều điểm cao nha. Nếu như các em thấy hay thì nhớ nhấn subscribe để ủng hộ kênh thầy ha. Cảm ơn các em. Bye bye và hẹn gặp lại các em trong những tiết học sau.